Câu cá khủng kìa. Có... Câu cá này đó hả? Câu không? Câu được không? Ơi. Ba đây. Từ 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 con. Lại đây coi cá này con. Thì từ từ đi, mình đi từ từ, mình đi tới. Nhìn nè. Mình đang đi tới mà. Suri ơi, lại đây nè, Suri. Suri lại đây nè. Lông kỳ quá con. Chạy lên Suri, chạy. Qua đây nè, qua đây con, cá mừng lắm, nhiều hơn con. Mình đang trên đường mình đi ra. Đâu đâu có phải tới liền được đâu. Mình đang trên đường mình đi ra máy cược. Trên đường mình đi mình quan sát được cái gì mình quan sát. Ở đây. Không cho coi luôn. Không có nghe lời là không cho coi luôn. Không cho chơi luôn. Phải biết nghe lời chứ. Mình chưa, mình đang trên đường đi tới mà. Con càng muốn lại càng bị phạt, không cho đi. Đây trong ngồi kéo kéo cái túi rồi. Đâu phải là lên là con tới mục tiêu con liền được được đâu. Ủa sao mà mở ra vậy? Kéo ra. Kéo cái miệng ra. Con kéo ra không được. Cái mạnh ra, xè đó. Rồi đem này, đem này cho gì ba kéo đi. mình đang trên đường mình đi ra thì mà phải từ từ mình mới tới chứ. Mình phải đi từ từ mình mới tới chứ phải là tới đi liền được. Ăn chứ sao không ăn. Cho cá ăn lông. Cho cá ăn. Cười rồi. Ôi ơi trời sai chứ vậy. Nữa lông. Chia lông miếng ơi. Cá này cá ăn phải. Lộn rồi. Tám hụt. Ở bên đây này thằng tay ăn.
rồi ta. Úi rồi. Rồi cỏ của con lông bị đớp rồi. Này đâu lông miếng nè. Ừ đúng rồi. Bên đây. Úi rồi. Vừa vậy. Vừa. Anh nói mà bò quá. Ủa ba, của gì ba? Cái con cái bánh này đen thì sao? Dạ. Đâu gì? Còn hết, còn hết. Hết rồi, miếng nè. Là ta làm kiểu lâu. Lên, qua nè. Cá to gì nghĩ sao có bị lớn thì sao nó no mà nó nghe là có người ăn cái này không anh là nó thui tôi thôi. Cái hồ thấy không được sạch ha, không học thì không câu cá 2, 4, 6, 8, 10, 12 câu chắc lưỡi câu chắc câu cần câu không lưỡi chứ sao mà 20 cái nó không có răng ra rồi bỏ đi hết trơn rồi. Ăn gì cho nó ăn nó có răng quá à. Chắc con chưa được ăn á. Tới 2 mét, tới 2,5 mét rồi đó. 2,5 mét, 3 mét. Hai còn cái nào mấy mình đó bộ? Ăn không? Ăn không mẹ là ăn. Cho miếng cái biệt gì đó đi. Thằng kia trong tin có túi kia kìa, thằng kia nhỏ mày sao biết hả? Không phải, mình lấy tiền, 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 bên kia đều tóc mọc đầu chưa thấy nữa kìa. Chưa? Vui không? Kéo áo vào kìa, kéo áo vào. Có miếng nữa không? Cho lòng miếng chút xíu coi, cho lòng miếng. Cái này nó ăn đồ ngọt nha. Cá này cá ăn đồ ngọt á. Từ từ bây giờ. Ê, trời ơi, con xé nó. Nó không? Xé nó. Ừ. Mẹ nó hay quá mẹ. Mấy nhỏ 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 thôi, chia làm nhiều phần, chia làm nhiều phần. Chia làm nhiều phần. Ngon ghê luôn. Bây giờ ăn với cá hả? Bây giờ ăn với cá luôn. Này con cười, bỏ hết rồi con nghiệp á. Ủa, vừa ăn cả hai luôn hả? Ăn với cá là hết rồi đứa nè. Bỏ ra nha. Thấy luôn, thấy luôn luôn. Nè. Bờ coi anh Sang là ảnh chùm sờn. Đúng rồi, cho nhỏ nhỏ thôi. Nghiệp đúng không? Con rướng cho em. Người ta sống vui gì mà cứ tội nghiệp hoài. Sống thư thả. Hết hồn luôn. Ở trong cái hồ đó. Không, con còn không? Vậy. Trời ơi, nó giữ lại nó ăn không ơi. Lấy ra đem ăn nữa nè. Nó giữ lại. Buồn ám ảnh thì hàng hết trơn. Hỏi hết rồi, hết rồi. Lấy cái bình nó cầm cục ra. Để nó làm lòng rồi. Trời ơi, nó giữ lại ăn. Cá hải tượng này nó ăn tạp lắm, cái gì nó xuống ăn hết trơn. Cá nhỏ đâu, hay cá nhỏ quá trời. Chứ là cá nhỏ đó, nó cao được. Cá ơi cá, xin anh Khang một miếng bánh mì đi cá. Để thôi nãy Khang ăn hết cá. Ăn với em nữa.